muốn được gắn kết là cụ thể là những điều gì gì nhá. Bây giờ là ôn bài rồi đó. Muốn gắn kết với lại điều cụ thể là cũng có những điều kiện gì, ví dụ như đặc tính của cụ thể, đặc tính của quốc gia của họ, nhân dạng của căn cứ vân vân, đúng không? Rồi cái loại gắn kết là gì đó, vừa nói quá thì nói được không nữa, được chưa? Rồi bây giờ muốn cho một cái tác động thì cái cụ thể gắn kết với quốc thì nó sẽ được phản ứng ra sao, hay là nó bất hạnh sao? Đó là chúng tôi nãy giờ nó tóm lại là hai bài vừa rồi chỉ để trả lời cái câu hỏi này thôi. À, nhưng mình phải hình dung một vấn đề như thế này nữa, đó là hai buổi trước hay là buổi này chúng ta chỉ mới đề cập tới cái việc là thuốc tác động trên cụ thể, mà chúng ta vẫn còn chưa phân tích một cái yếu tố, đó là làm thế nào để thuốc tiến được đến cụ thể, đúng không? Coi như là gọi là mình gọi là tuyệt đối hóa để mình hiểu cái việc một chút xíu, đúng không? Đó là mình coi xem như là thuốc nó khi mà uống hay là sử dụng thuốc thì nó sẽ tiến ngay đến cụ thể để mình phân tích về điều rồi. Nhưng mà mình chưa nói tới là cái con đường nó tiến đến cụ thể như thế nào để cho nó đó. À, cho nên là mình sẽ thấy gì về lý thuyết, chúng ta thấy là đối với cái thuốc này nó có một cái tác động, với cơ chế tác động này nó có thể gây ra cái tác dụng giảm mạch gì đó vân vân, đúng không? Nhưng mà về thực tế cái người bệnh ta uống vô thì lại không có tác động, nó không có tác dụng đâu, là nó còn phải phụ thuộc vô làm thế nào thuốc tiến đến cụ thể, đúng không? Hoặc là làm thế nào thuốc nó có thể tồn tại được trong cơ thể chúng ta để tác động được cụ thể, đúng không? Những cái đó sẽ nằm ở trong cái phần dược đầu học, đúng không ạ? Đúng không?